thì trong cái phần về Caporas thì chúng ta sẽ có một cái dạng bài tập. Chúng ta sẽ có một cái dạng bài tập cực kỳ đặc trưng, cực kỳ hay thi đó là dạng bài tập lên men. Lên men tinh bột. Đó, thì mình sẽ có một cái phần mà cái tính chất cực kỳ quan trọng của nó, đầu tiên để làm được dạng này, để làm được dạng này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nhớ được cái phương trình đã. Phương trình tổng quát là tinh bột có dạng là C6 H10 O5 Tất cả N lần Đầu tiên ạ nó sẽ thủy phân trong môi trường axit Để tạo thành C6 H12 O6 Sau đó C6 H12 O6 sẽ lên men Đấy Để tạo thành hai lần thằng CO2 Và hai lần thằng C2 H5 OH Ok không Thế thì chúng ta sẽ có rằng là để mà chúng ta làm nhanh ấy, để chúng ta làm nhanh ấy, thì các bạn chú ý rằng là chúng ta sẽ có một cái skill giải nhanh của chúng mình của thầy Minh như sau. Hello thầy chào Nguyễn Ngọc Anh nhá. Thầy chào Minh Lê. <laughs> chào tất cả các bạn và các em, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hãy giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của em vào đây nhá. Thank you cả lớp tất cả. Nào mình có skill chúng ta không cần quan tâm đến N vứt nở đi cho nó khỏe chỉ để C6 H10 O5 thôi. Chúng ta cũng không quan tâm đến C6 H12 O6 mà một phát thẳng một mạch nó ra hai lần thằng CO2 và hai lần thằng C2 H5 OH. Được không ạ? Một phát thẳng tắp luôn. Các bạn nhìn chưa? Và ở đây thì chúng ta sẽ có như sau này chúng ta sẽ có này phân tử khối của C6H10O5 là bằng 162. Được không ạ? Để mình tính toán. Phân tử khối của CO2 là 44 và phân tử khối của Ca5H là 46. Thế thì ngay lập tức khi mà với những bài như này thì nếu mà chúng ta mà đã biết được cái số mol của anh C6H10O5 thì mình suy được số mol của CO2. Biết được số mol của Ca5H thì suy ngược lại được số mol C6H10O5 là một câu chuyện cực kỳ đơn giản. Đúng không ạ? Cực kỳ đơn giản ở trong những câu này. Đấy thì ngoài ra Ở trong này chúng ta còn cần phải sử dụng thêm Một skill nữa để khi giải Bài nhanh hơn Đó là khi mà đề bài mà cho hiệu suất Đấy khi mà đề bài cho hiệu suất Đề mà cho hiệu suất Thì các em chỉ cần nắm cho thầy như này này Là thuận Thì nhân Nghịch Thì chia Ok không ạ? Đấy các bạn chỉ cần nắm được là thuận thì nhân, nghịch thì chia là ok. Ngon chưa? Đấy nhá, đây là những skill do thầy hướng dẫn. Ngoài ra, chúng ta có một số cái chú ý nho nhỏ sau trong việc làm bài tập. Đầu tiên là nếu mà sục CO2 vào dung dịch CaOH hai lần. Nó có một trong hai từ sau, nếu nó có từ dư thì chắc chắn mình sẽ có là số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa. Còn nếu nó không có từ dự thì chắc chắn mình sẽ thu được kết tủa CaCO3 và trong dung dịch có Ca H CO3 Và anh CaHCO3 2 lần này này. Khi mà đun nóng nhẹ thì mình sẽ thu được CaCO3 Cộng CO2 Cộng H2O các bạn nhớ chưa? Thế chào Tấn Phát bạn em tụi nó đi thi xã hội hết rồi nên tụi nó cũng không chịu nghiên cứu mấy cái này ở ờ, thế thì thế thì chịu rồi thi xã hội thì thôi bảo các bạn không cần đâu thi xã hội thì thôi những bạn nào thi tự nhiên thôi nhá ok không ạ đấy là skill ra để hướng dẫn các em nhá và chúng ta chú ý với cái skill này cực kỳ kinh điển thứ nhất bỏ n đi thứ hai tinh bột là 162 và mình tính toán đấy tí nữa vào chỗ phần bài tập chúng ta sẽ cùng xem nhé chúng ta sẽ cùng xem là ở bên trong một cái đề thi giữa kỳ sẽ có những cái câu mà sử dụng cái skill này của thầy như thế nào thầy chào bất lực thầy chào nhật huy nguyễn nào câu số 1 ạ chất nào sau đây là three thì chúng ta cần nhớ thầy three peptide là gì three là peptide được tạo bởi từ ba gốc đúng không three peptide là peptide được tạo bởi từ ba gốc từ ba gốc alpha amino acid đấy các bạn nhớ chưa vậy này anh này hai gốc bỏ anh này hai gốc bỏ anh này hai gốc bỏ và ba gốc đáp án đúng chúng ta là đáp án b rất dễ đây là một câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021 cảm ơn bất lực nha cảm ơn quang đặng Đấy các bạn thấy không dễ chưa câu số 2 ạ carbohydrate nào sau đây thuộc loại polysaccharide Thế thì để làm được câu này thì chúng ta cần phải nhớ cái lý thuyết là polysaccharide Polysaccharide Nhá Anh polysaccharide ấy, thì nó sẽ là bao gồm hai anh đùng đều cùng có công thức là C6H10O5 Tất cả N lần Mặc dù vậy chúng nó không phải là đồng phân của nhau Các bạn nhớ chưa Và nó bao gồm là anh tinh bột và anh cellulose Cellulose Đấy các bạn phải nhớ điều này nhá Vậy thì ta ăn đúng ở, ở đây của chúng ta nó chỉ có thể là Tinh bột thôi Còn glucose Còn glucose nó là monosaccharide Saccharose là disaccharide Fructose là monosaccharide Câu số 3 ạ. Polymer nào sau đây chứa nguyên tố nitơ Thực ra cái phần chương polymer Là một trong số những nỗi sợ hãi của các em đúng không Ngày xưa nó cũng chính là cái nỗi sợ hãi của thầy Và nó là cái nỗi sợ hãi của đa số tất cả các bạn học sinh Hiện tại Chính vì vậy nên là sắp tới sang tuần sau Sang tuần sau Trên fanpage của thầy sẽ bắt đầu đăng những tài liệu Về polymer để trợ giúp cho các em Để các em chinh phục cái nỗi sợ hãi về polymer đấy Các bạn nhớ ủng hộ đấy nhá Câu số 3 Polymer nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ Thế này mình phải viết ra thôi Polybutan 1,3 dn Polybutan 1,3 dn À, Polybuta 1,3 dn nó đây ạ. Mình chỉ nhìn thấy có C và H thôi. Polyacron Đây. Chúng ta nhìn thấy chưa? Có N chưa? Có nguyên tố nitơ chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta câu số 3 nó là đáp án B bò các em nhá. Tiến dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B. Câu số 4 ạ, chất nào sau đây là đồng phân của glucose? Thì glucose nó là monosaccharide Thì mình có là cả anh glu Và anh fruct Thì đều có chung công thức là C6H12O6 Chính vì vậy nên chất đều là đồng phân của glucose Nó là fructose Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B các Em nhá Wow câu số 5 đây Một cái câu mà dạng vừa nãy thầy vừa hướng dẫn chúng ta skill Các em nhìn đâu Trong đề thi giữa ký này Các bạn nhìn đâu Đây Khối lượng dung dịch glucose 12% thu được sau khi thủy phân hoàn toàn 38,8 gam cellulose. Cellulose là C6H10O5. Tất cả N lần bỏ đi, thấy bảo đâu mà. Lý thuyết thì mình phải ghi N, nhưng bài tập vứt N đi cho nó yên tâm. Vậy nó ra được glucose C6H12O5. Câu chuyện bây giờ trở thành rất đơn giản. Mình có số mol của C6H10O5 bằng 38,88 chia cho 162 bằng 0,24 Nãy thầy xui rồi Đúng không? Chúng ta phải học thuộc C6H10O5 muốn giải nhanh Nhớ là 162 Vậy suy ra glucose là 0,24 Tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng Của glu nguyên chất Nó bằng là 0,24 glucose phân tử khối là 180 Thì nhân với 180 Bằng ạ 43,2 Và tới đây thì chúng ta sẽ tìm được Khối lượng của dung dịch GLU 12%, nó bằng 43,2 chia cho 0,12, chia cho 0,12, bằng 360. Vậy đáp án đúng là đáp án C, các em thấy skill của thầy hay không? Các em thấy skill của thầy hay không? Mình bỏ N đi, mình tính toán nó rất đơn giản. Thực ra đây vẫn là một câu dễ, nên là khi chúng ta tính toán chúng ta vẫn chưa cảm giác thì nhanh. Nhưng mà nếu chúng ta bấm máy tính rồi thì chúng ta đã thấy là cực kỳ nhanh rồi. Ok nhá. Câu số 6 ạ. STX được tạo bởi từ ancol metylic và axit acetic. À, các bạn thử xem xem là câu số 6 này mình chọn đáp án gì ạ? Ancol metylic ạ. Ancol metylic là công thức là gì ạ, các em? À có phải nó là CH3OH không ạ? Axit acetic có phải công thức của nó là CH3COOH không ạ? Thế thì STX mà được tạo bởi từ hai anh kia, chắc nhiều bạn quên rồi. Nó là gì ạ? CH3 COO CH3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ nhá. Đáp án B bỏ. Ôi rồi nhiều bạn comment đúng thế. Thì giờ tất cả các bạn và các em nhá. Câu số 7 ạ. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ạ? Thế thì ở à, để làm được câu này chúng ta phải tư duy ngay trong đầu là làm quỳ chuyển thành màu xanh. Quỳ chuyển xanh. Thì nó có hai khả năng. Hoặc nó là giờ hoặc nó là amino acid nhưng mà nó phải có số lượng nhóm NH2 lớn hơn nhóm COH và bây giờ mình nhìn đáp án ấy A B C D thì tất cả chúng nó đều là amino acid nhưng nó có một điều đặc biệt thế này là glycine đây thì ghi lại công thức điểm ngay nhìn nhá glycine này glycine thì có một nhóm NH2 và một nhóm COH Toàn luôn Alanin một nhóm NH2 một nhóm COH toàn tiếp luôn Valin một nhóm NH2 một nhóm COH toàn nốt luôn vậy chỉ có lysine hai nhóm NH2 một nhóm COOH lấy luôn lysine xịn chưa xịn chưa thầy thề các em vừa nãy lúc mà thầy dạy lớp off của thầy cái câu số 8 này mấy bạn lớp off bị hoang mang không làm được mà còn phải hỏi thầy thực ra không phải là do các bạn ấy kém không phải là do các bạn ấy dốt mà do lâu rồi không làm lại làm ở mấy câu dễ này nên là các bạn ấy bị lác và khi đi thi cái việc của chúng ta bị lác này rất nguy hiểm acid panitic c 15 h 31 đúng không ạ cooh bạn ấy bảo ơ thầy ơi, thế, 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 câu này không có đáp án à bạn ấy chỉ nhìn là ơ thế không tìm đến 15 toàn chặt đúng không? Chúng ta cũng nhớ là 15 cộng 1 bằng 16. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C. Đúng không? Và cũng như rất rất nhiều bạn ở bên trên fanpage của thầy khi mà thầy đăng cái đề này lên thì thầy thấy rằng là về điểm trung bình 5 đến 6 điểm có khá đông. Cao nhất cao nhất là chỉ có một bạn được 8,75 thôi. Nhá. Cao nhất là chỉ được có một bạn được 8,75 thôi. Khá là tiếc cho các em. Mà một đề này cực kỳ dễ, Đấy chính là cái hồi chuông báo động để cho chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải học kỹ hơn nữa, học chất hơn nữa. Câu số 9 nào. Câu nào sau đây, chất nào sau đây là chất béo? Ủa cái này dễ quá nhỉ. Triolin. Triolin là chất béo rồi. Câu 10 đây, lại một câu về thủy phân carbohydrate, chúng ta nên nhớ rằng là trọng tâm của thi giữa học kỳ của chúng ta là carbohydrate. Vì vậy nên việc chúng ta phải nắm chắc được carbohydrate là rất quan trọng. Chính vì vậy nên bắt đầu từ chủ nhật tuần này Thầy bắt đầu khai giảng cái khóa Lấy gốc carburat trong vòng 7 ngày Để giúp cho ông ta nắm chắc về toàn bộ carburat Kể cả những bạn nát hóa cũng có thể nắm chắc được carburat Học trong 7 buổi Xịn sò Và đến cái buổi thứ bảy chúng ta có thực chiến làm trong đề bộ giáo dục Để cân mọi câu hỏi Bạn nào mà muốn tìm hiểu về khoa học vui lòng inbox cho thầy hoặc inbox cho fanpage nha Cực kỳ rẻ 150.000 7 buổi Giá là 500 nghìn nhưng giảm giá còn 170 nghìn, 145 000 nghìn 7 buổi Trời ơi uh, giá như vậy là chỉ để uh, thầy cũng chẳng lấy lãi đâu Thầy chỉ có là, là 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 muốn là giúp đỡ cho các em còn lại cái chi phí đấy là chi phí để duy trì hệ thống và chi phí in sách cũng như chi phí ship sách cho các em chi phí để các chị ở uh, sale gọi điện cho các em thôi đấy, bạn nào mà muốn tìm hiểu thì có thể vui lòng uh, click ngay tại ở phần bình luận nhá để tìm hiểu đến khoa học lấy gốc Capores. Thế đảm bảo 100% rằng sau khi học 7 ngày này các em sẽ tăng tốc độ bấm máy tính lên gấp 3 đến 5 lần. Điều là điều khẳng định của thầy. Câu số 10 nhá, đẩy một câu số 10. Câu số 10 thì chúng ta phải sử dụng skill của thầy. Nhưng mà thầy cho thầy tặng chúng ta thêm một skill kinh hơn nữa nhé. Các bạn biết không? Là khi mà giải những bài mà về cái số lượng khối lượng lớn như là tấn, kg Chúng ta đừng tìm về gam Chúng ta đừng tìm ra số mon Đừng tìm về gam rồi mới tìm ra số mon Mà chúng ta coi như thế này này Coi kg và tấn như gam để tính toán nhá như gam để tính toán có nghĩa là thế nào một tấn glucose coi như một gam được chưa thủy phân hoàn toàn mờ tấn mùn gỗ ngay các bạn hỏi thế mùn gỗ là gì Ôi trời ơi, muốn gỗ là xe lưu lô dơ C6 đánh nhá H10 O5 Tất cả nó lần để muốn C6 H10 O5 rồi Tạo thành C6 H12 O6 Thế này cho nhanh Số mon là 1 chia 1 80 1 chia 1 80 Suy anh này còn không hiệu suất 1 chia 1 80 Nhân 1 chia 1 1 chia 1 80 Vậy tìm được khối lượng luôn Bằng 1 chia 1 80 Nhân 1 62 Đúng không ạ Nhân 1 62 Bằng 1 chia 180 nhân 162 9 phần 10 là 0,9 0,9 tấn Quá dễ dàng cho chúng ta Vậy câu 10 chúng ta đáp án A à, kèm nhé Thầy Tuyên Dương bạn Nguyễn Tấn Phát Đã comment đúng, rất đúng đáp án câu số 10 Tuyên Dương bạn Nhật Huy Nguyễn Comment rất đúng câu số 10 Câu số 11 Để kèm theo phần carburet rất quan trọng nhé nó không những chỉ có những câu hỏi khó mà nó còn có cả những câu hỏi thực tế chính vì vậy mình phải nắm chắc chưa kể là cái việc mà tăng tốc độ giải nó rất quan trọng nó quyết định đến việc mà chúng ta được điểm cao hay không câu số 11 một số liên kết peptide trong phân tử peptide thì khi mà để giải cái phần này thì chúng ta nhớ cho thầy một cái chú ý nhỏ nhỏ này các bạn có thể ghi lại là gì ạ n peptide thì sẽ có là n 1 liên kết peptide Anh này là tít thì sẽ có hai liên kết peptide. Đấy, một, hai Quá dễ dàng. Đúng không em? Câu 12 ạ. À? Thủy phân ST nào sau đây? Thủy phân ST nào sau đây? Trong dung dịch NaOH thu được natri format. Natri format công thức là gì ạ? À? Natri format công thức là gì? Trời ơi bây giờ mà không nhớ cái này thì toang đấy. HCONA đúng không em? Vậy để một anh ST có công thức là HCONA ấy, thì nó phải là gì? HCOOR phải đầu phải đầu HCO loại B loại A loại D đáp án đúng đáp án C. Chị chưa chị chưa chị chưa. Câu 13. STX có công thức phân tử là C4H8O2. C4H8O2 thủy phân X trong dịch H4 loãng đun nóng. Thủy phân trong môi trường axit H cộng sản phẩm thu được gồm anconitylic C2H5OH và hợp chất hữu cơ Y thế thì câu chuyện nó rõ ràng rồi. Đúng không ạ? 4 trừ đi 2 thì còn 2 vậy, muối mà có 2 carbon, axit có 2 carbon chỉ có thể là CH3COH. Vậy Y chính là CH3COH. Một trong số những cái đề dễ thế này mà các bạn cao nhất được có 8,75 mà tiếc thế, sai những câu nào ạ? Thì khẳng định rằng là đa số chúng ta sai ngu luôn. Câu 14. Chất nào sau đây bị thủy phân? khi đun nóng trong môi trường axit chất nào sau đây bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit các bạn lưu ý nha đun nóng trong môi trường axit glycerol không fructose không glucose không vậy ở đây chỉ có anh cellulose thôi nó bị thủy phân để tạo thành glucose đây 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 câu 15 đây lại một câu về thủy phân tinh bột nữa các bạn nhìn thấy không và câu thủy phân tinh bột này khó hơn những câu trước là bởi vì nó có thêm cái gì? Hiệu suất. Chúng ta cùng quan sát theo xem skill của thầy Vinh xử lý nó như thế nào nhá. 1 kg khoai chứa trăm tinh bột. Vậy mình tìm được khối lượng của tinh bột. Bằng kg. Nhưng chúng ta nhìn kỹ này, mặc dù là kg mình có thể coi là gam tính toán bình thường, nhưng ở đây đang là kg nhưng ở dưới lại là tính theo gam nên mình đổi hết về gam. 1 kg thì bằng 1000 gam Nên khối lượng tinh bột nó sẽ bằng là 20 phần 100 Nhân với 1000 Thì bằng bao nhiêu ạ? 200 Vậy hoàn toàn đến đây Mình sẽ tìm được số mon của tinh bột Mình coi tinh bột của mình là C6H10O5 Trong phần tính toán Mình bỏ N đi Đấy là skill của thầy Vậy mình sẽ có bằng 200 Chia 162 Đây ạ Bằng 100 phần 81 Ok chưa ạ? 100 phần 81 Vậy mình sẽ dẫn đến một điều gì Tính bột C6 H10 O5 Suy ra glucose C6 H12 O6 Hiệu suất 81% 0,81 Số mòn tinh bột bằng 100 Chia cho 81 Các bạn có nhớ lúc nãy thì cho chúng ta ghi cái gì không ạ Thuận nhân nghịch chia Thuận thì nhân hiệu suất Nghịch thì chia cho hiệu suất Vậy này, đây là tỷ lệ 1 1 với chỗ này nó phải là 100 chia 81 nhưng mà thuận nhân, nhân 0,81. Đấy là số mol chưa? Nhân 0,81 bằng bao nhiêu mol đây? 1 mol. Xịn chưa? Xịn chưa? 1 mol và hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng của glucose. Bằng 1 nhân 180 bằng 180 g. Đáp án đúng đáp án B. Các bạn thấy không skill của thầy kinh điển không? Nó tiết kiệm thời gian làm bài và thực ra khi mà chúng ta quen cái cách làm này bấm máy tính là ra bạn. Bấm ừ. máy tính là ra bạn, các bạn thấy có hạnh phúc không? Câu 16 ạ. Khối lượng mol của phân tử fructose. Fructose thì nó là công thức là C6H12O6. Vậy phân tử khối nó là 180, quá đơn giản. Câu 17 ạ. Chất X có màu trắng. Màu trắng nha Dạng sợi. Dạng sợi thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật thì cái này đúng là top 1 của một sự sai lầm đây này. Xem các bạn chọn đáp án gì ạ? À? Các bạn có thể vui lòng comment cho thầy xem câu 17 các bạn chọn đáp án gì không ạ? À? Những câu này những câu rất sẽ xuất hiện trong đề thi bởi vì thầy chọn lọc từ những cái đề thi chất nhất, đỉnh nhất, chọn lọc ra đây cho các em. Màu trắng là vậy mà có nhiều trong màng tế bào thực vật vậy nó chỉ có thể là gì? Cellulose ạ. À? Ôi trời ơi, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Câu 18 tinh thể chất rắn x không màu vị ngọt dễ tan trong nước không màu nhá vị ngọt dễ tan trong nước thế thì không thể là tinh bột không thể là sen có nhiều trong mật ong từ chốt có nhiều trong mật ong vậy nó chỉ có thể là fruit vậy là bỏ anh glu bỏ anh xác glu có nhiều trong quả nho xác có nhiều trong cây mía y là đồng phân cấu tạo của x u rồi y là đồng phân cấu tạo của x Vậy y chỉ có thể là glucose Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A à, các em nhé Quá dễ dàng Câu 19 Câu 19 này nhá Vừa nãy thầy cho lớp off thì là Một bạn học giỏi nhất lớp off của thầy tên là bạn Thái Bạn ấy đã từng giải câu này rồi Nhưng mà khi vào câu 19 này Bạn ấy vẫn bị sai thêm một lần nữa Không phải do bạn Thái học kém Bạn Thái học rất giỏi Nhưng nhưng ở những câu như này nó gây cho chúng ta một sự rối trí. Các bạn thử làm xem nó ra bán gì ạ? Thì nghĩ là chắc là khi mà đa số các bạn bị điểm không được 10 điểm ở trong cái buổi đề thi thử ngày hôm nay chắc chắn là do, chủ yếu là do chúng ta bị hiểu nhầm câu này. Và chúng ta cùng quan sát nhá. Câu 19 ạ. Câu 19 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Các bạn cùng để ý vào đây nhá. Câu 19 là câu rất dễ có trong đề thi giữa học kỳ. Và thì chữa đi chữa lại câu này rất rất nhiều lần cho chúng ta. Lên men mở gam tinh bột thành anconitylix Tinh bột c 6 h 10 5 Thành anconitylix hiệu suất là 0,81% mà Ra được hai lần thằng CO2 Đề bài nó là toàn bộ CO2 nên mình chỉ để ý đến CO2 thôi Hấp thụ vào dung dịch BA hai lần Thì thu được kết tụa là BA CO3 Số mon là 29,55 Chia cho 197 29,55 chia 197 bằng 0,15. Đề bài nói lọc tách kết tủa có nghĩa là vứt thằng kết tủa đi. Dung dịch đun nóng dung dịch còn lại. Điều này có cái cụm từ đun nóng dung dịch còn lại. Điều này chứng tỏ trong dung dịch sẽ chứa Ba HCO3 hai lần. Và khi mà mang đun nóng nhẹ. Đúng chưa? Thì sẽ thu được kết tủa nữa là kết tủa BaCO3 cộng CO2 cộng H2O. Và đề bài nói chúng ta thu được 19,7 gam kết tủa nữa thì chúng ta sẽ tìm được số mol kết tủa nữa bằng 19,7 chia cho 197 bằng 0,1. Thế thì ngay lập tức từ phương trình này mình sẽ suy ngược lại được số mol của BaHCO3 lần bằng 0,1. Đúng không ạ? Tỷ lệ phương trình hoặc bảo toàn bari đều được. Vậy tới đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Thì mình sẽ có 0,1 x 2 cộng với 0,15 nhân 1 thì bằng carbon nằm trong CO2. 0,2 cộng 0,15 bằng 0,35. Với số mol CO2 của chúng ta bằng 0,35. Mình có này các em nhìn này, tuyệt chiêu của thầy này, 0,35 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia các bạn nhớ nhé. Thuận nhân nghịch chia suất chia 0, 0,35 này chia 2 chia 0,81 bằng bao nhiêu? Nhân 162 bằng kết quả của chúng ta bằng 35 các bạn nhé. 35 đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D cả. Các bạn thấy không? Đây là một trong số những câu mà các bạn mức độ khá hay bị sai. Và thầy đã hướng dẫn chúng ta những cái kỹ thuật để chúng ta không bị sai nó. Nhá, chứ bạn đừng giải theo kiểu tự luận viết 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 ra không bao giờ giải được. Câu 20 ạ chất X có công thức là ch 3 n 2 tên gọi của X là metin amin à 21 phát biểu nào sau đây là sai phát biểu nào sau đây là sai các bạn cũng chọn thế nào phát biểu nào sai tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp úi rồi ôi polymer toang nitron thuộc loại tơ tổng hợp đúng Nylon 6 và sáu thuộc loại tơ tổng hợp đúng visco thuộc loại tơ thiên nhiên sai tơ acetat thuộc loại tơ bán tổng hợp đúng Chúng ta chỉ cần nhớ thế này này Có một skill của thầy này Bán tổng hợp Và nhân tạo là hai cái chúng ta hay sai nhất Thì chỉ cần nhớ cho thầy Nó chỉ có hai anh Visco Và Acetat Vậy thôi chỉ có hai anh Visco và Acetat là bán tổng hợp hay còn được gọi là nhân tạo Vì vậy nên sai là C Visco phải là bán tổng hợp của nhân tạo Chị chưa? Nhớ ghi lại nhá Câu 22 cho 180 g dung dịch glucose 1%. Ôi trời m MGlu nguyên chất nó bằng 180 nhân với 0,01 bằng 1,8. Đến mình tìm được số mol của glu. bằng 1,8 chia 180 bằng 0,01. Các bạn lưu ý cho thầy là một glu thì nó luôn luôn cho mình hai thằng bạc mà số mon glu là 0,01 Vậy mình tìm được số mon bạc bằng 0,02 đúng không ạ? 0,02 mà nhân với 108 Thì bằng 2,16 Đáp án đúng là đáp án D Ghê chưa? Câu 23 đây này Ghê chưa? Ghê chưa? Nhìn câu 23 ghê chưa? Ghê chưa? Đi thi mà nhìn câu này thì có mà bó chiếu Đúng không ạ? Không sao cả Khó có thể mình lo các bạn cùng nhìn đây nhá cùng quan sát kỹ vào đây Thầy sẽ hướng dẫn ra các skill của thầy Đầu tiên kg tấn tại yến coi như gam tính tất bình thường Vậy 1 kg này coi như 1 gam Ok chưa 0,807 gam trên ml này thì chính là 0,807 kg trên lít Cũng không quan tâm Đổi xong rồi Đổi xong rồi là xong rồi 1 kg gạo nếp có 80% tinh bột Vậy mình tìm được khối lượng của tinh bột nó bằng là 1 nhân 0,8 bằng 0,8. Đến đây tìm được số mol của tinh bột luôn. bằng 0,8 chia 162. Thế giờ mình viết thôi. C6H10O5 biến thành ancol etylic C2H5OH. Số mol biết rồi, 0,8 chia 162. Hiệu suất. Hiệu suất ở đây là 80%. Các bạn nhìn thấy chưa? 80% hiệu suất là 80, 0,8. 0,8 chia 162 đây chỗ này nhá. Thuận, đây này, nhân chéo này 0,8 chia 162 nhân 2 chia 1. Thuận nhân hiệu suất, các bạn nhớ chưa? Thuận nhân hiệu suất, nhân 0,8. Thế là mình sẽ ra được số mol bon của c 5 oh nhé. Từ đấy mình tìm được khối lượng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,8 chia 162 nhân 2 nhân 0,8 bằng nhân 46 bằng đấy ra khối lượng 0,36,34. Vậy ở đây thì mình sẽ tìm được V C2H5OH nguyên chất bằng V thì D bằng m trên V, vậy V bằng m chia D. m đây rồi, chia D là 0,807 bằng 0,45 03. Được chưa? Mà ở đây độ rượu là 45 độ. Vậy mình tìm được V rượu 45 độ bằng V nguyên chất 0,4503 chia cho 45 độ 45 chia 100 thì bằng 1. Vậy đáp án đúng của chúng ta là bao nhiêu ạ? 1 lít. Dễ chưa? Các bạn thấy skill của Thầy Minh chưa? Chinh phục hết, san phẳng hết, không kinh bất kỳ một thằng nào. Câu 24 ạ số ST có cùng công thức phân tử C362 cái chiêu này thì thầy Minh sử dụng một cái chiêu gọi là truy tìm skill đồng phân của thầy rất kinh điển ST có dạng r 1 r 2 và những bạn nào mà cần cái chiêu skill này thì hoàn toàn có thể inbox cho fanpage của thầy nhé. Để lát nữa thôi, trên fanpage của thầy sẽ gửi cho các em cái chiêu tìm đồng phân cực dị này. Mình có R1 cộng R2 thì bằng 1. Vậy mình sẽ có chỉ có là R1 cộng R2 bằng 2, sorry. 0 cộng 2, 1 cộng 1 3, 4, 5 2, 4, 8 0, 1, 2 Chỉ có 1, 1, 1 Vậy đây có 1, đây có 1, 1 x 1 bằng 1 1 có 1, 1 có 1 1 x 1 bằng 1 Tổng cộng mình có 2 đồng phần Xịn chưa Sử dụng chiêu này không bao giờ bị sai Bao nhiêu bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay Biết skill này có thể rồi Dơ tay cái, chấm cái để thầy biết xem nào Bao nhiêu bạn đã thấm nhuần cái skill này và thành công nó trên lớp chấm cái để thầy biết với. Để chát đỉa của skill này hạnh phúc với. Cảm ơn tất cả các bạn và các em nhá. Tiếp tục ạ. À. Câu 25. Cặp chất nào sau đây có khả năng thủy phân trong môi trường axit nóng? Ui rượu huyền à. Rượu huyền ngon phương pháp này chưa em? Phương pháp này sử dụng cho amin còn kinh dị hơn đấy đều thủy phân nhé các em lưu nhé đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit đều có khả năng thủy phân vậy thì đó phải không phải là bọn monosaccharit bỏ phrúc bỏ glu bỏ glu đáp án đúng đáp án b xịn chưa hai sáu ui cảm ơn nhật huy nguyễn skill đó em thấm rồi kk trần thanh điền vẫn dùng công thức trai thế là trần thanh điền chưa được nghe thành dạy đó hơi tiếc cho em câu hai sáu ạ thủy phân hoàn toàn mờ tinh bột thành glucose. Đây là câu trong đề thi trung học thông quốc gia năm 2016 này là các em này. Tinh bột C6H10O5 bỏ N đi thành glucose C6H12O6. Đúng chưa? Một glucose thì tráng được hai bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 38,88 chia 108 bằng 0,36. Vậy mình suy ngược lại được số mol glucose 0,18 suy ra số mon Tinh bột bằng 0,18 luôn 0,18 Nhân 162 Xịn luôn 29,16 Các em thấy xịn chưa Quá xịn luôn Cảm ơn Nguyễn Linh Cảm ơn Ngọc Anh Câu 27 Câu 27 Một cái câu phải thí nghiệm Cho 1ml dung dịch agno 3 vào nghiệm sạch Chưa có vấn đề gì xảy ra cả thêm từ từ nữa 3 lắc đều cho đến kết tủa tan hết. Thêm tiếp khoảng 1 ml dung dịch glucose ống nghiệm từ nóng nhẹ. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất polyancol sai. Polyancol là tác dụng với CO2 lần chứ không phải tác dụng AgNO3 trong n 3 Tác dụng với AgNO3 trong NO3 là chứng minh tính chất của nhóm CHO tính chất anhit. Ở bước 3 glucose đóng vai trò là chất khử chính xác bởi vì ở trong này thì mình sẽ có là glucose cộng với lại AgNO3 trong NH3 để tạo thành bạc. Thì bạc cộng về bạc không thì anh này đánh, đóng vai trò là oxy hóa rồi. Chất oxy hóa rồi. Thì glucose đóng vai trò là chất khử. Chính xác. Đáp án đúng là đáp án. B. a à, nhưng thế bài hỏi đáp án sai. Vậy đáp án sai là đáp án A. À. tí thì cũng toàn đấy. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất polyancol là sai. Sau bước 3 lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm đúng, sản phẩm hữu cơ thu được ở bước 3 là amoni gluconat chính xác luôn. Câu 28 này mới gọi là một câu thể hiện sự ngu ngốc. Câu 28 này mới tanh các em ạ. Cảm ơn Ngọc Anh nhá. Cảm ơn Nhật Huy Nguyễn. Ngập lụt luôn à? Thế để thầy ship ship thuyền vào cho em nhé. Câu 28 ạ. Lên men m gam tinh bột thành ancol biểu suất 81%. Tinh bột C6 H10 O5 Hiệu suất 81% 0.81 Thu được hai lần thằng CO2 CO2 sinh ra Hấp thụ vào thằng BA quá hai lần Yêu ơi cô này thì chữ N lần rồi mà vẫn có bạn sai được ạ Thu được buồn lắm cơ Thế nên là tất cả các bạn khi đã theo dõi được cái buổi like ngày hôm nay Thì giúp thầy là những cái bạn khác mà giải những câu này các em hướng dẫn các bạn ấy giải nhé thu được kết tủa BaCO3 và dung dịch X. Vậy chắc chắn điều này chứng tỏ không có từ dư thì dung dịch X chắc chắn là có BaHCO3 hai lần. Đấy là kinh nghiệm của chúng mình, kinh nghiệm của thầy mình hướng dẫn kèm. Cho từ từ NaOH vào dung dịch X. Đến khi kết tủa là lớn nhất. Kết tủa là lớn nhất thì kết tủa này của chúng ta nó là kết tủa BaCO3 là mắc nhất thì cần NaOH min nhất là 10 ml là 0,01 nhân 1 thì bằng 0,01. Thế để cho chúng ta hiểu thêm cái này một lần nữa Thì thầy sẽ nói kỹ hơn một chút Ở trong này các bạn cũng lưu ý Nhá, Nhìn kỹ vào đây Bây giờ mình cần tìm số mol BHCO3 Mình đặt nó là Amon Thế phải bản chất đầu tiên phản ứng nó sẽ là HCO3 Cộng với OH UH trừ không ạ Thì số mol HCO3 bằng 2A OH trừ là 0,01 Vậy có phải nó sẽ tạo thành là CO32 trừ không? Do NaOH min nên OH trừ này min Min thì như chúng ta biết là theo tính toán thì chúng ta phải tính toán theo thằng số mol bon nhỏ hơn Vậy 2A và 0,01 thì tính theo thằng nhỏ hơn là 0,01 Đấy chưa Trong dung dịch còn Ba2 cộng lúc này CO32 trừ tạo thành thì Ba2 cộng tác dụng với CO32 trừ để tạo thành BaCO3. Và số mol bon Ba2 cộng là A nhưng để kết tủa mắt Thì khi và chỉ khi A phải bằng 0 một Các bạn nhìn rõ chưa A phải bằng 0 không01 Với A bằng 0 01 Thì hoàn toàn mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon Mình sẽ có Bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon mình sẽ có 0 một 2 Đúng không ạ từ từ chưa được Bây giờ mình phải cần tìm BACO3 đã Bảo toàn 3B 0,05 trừ 0,01 Thì bằng 0,04 Bảo toàn carbon 0,01 x 2 cộng 0,04 thì bằng 0,06. Và dựa vào phương trình này thì chúng ta sẽ tìm ra được số mol của tinh bột. 0,06 x 1 chia 2 bằng 0,03. Thuận nhân nghịch chia chia 0,81. 0,03 chia 0,81 bằng nhân 162 bằng 6 ngang. Giá trị của mở 6. Các em hiểu chưa? Các em hiểu câu này chưa? nắm chắc câu này chưa nếu nắm chắc câu này rồi thì chấm một cái nhé. cái câu này là câu chắc chắn đi 29 ạ 29 này mới 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 gọi là toàn này cho các phát biểu sau trong thành phần của xăng sinh học e5 thì có etanol. đúng mỡ lợn chứa chất béo bão hòa mỡ lợn thì là chất rắn nên là chứa chất béo bão hòa là đúng phân tử có gốc hydrocarbono chính xác thành phần chính của sợi bông sợi đây là tinh bột là sai nó phải là cellulose khi làm đậu phụ từ sữa đậu nành có xảy ra sự đông tụ protein chính xác đậu phụ từ sữa đậu nành có xảy ra sự đông tụ protein chính xác vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm giặt trong xà phòng có tính kiềm chính xác vậy ở đây mình có a b G, e bốn nhà định tụ hay chưa xịn chưa và đây câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay câu ba mươi một câu khá tanh dành cho tất cả các bạn và các em chốt chốt hạ đấy. chốt hạ trong một nhà máy sản xuất rượu người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% phần trăm cellulose để sản xuất ancol vậy là ban đầu là sen để sản xuất ancol rồi hai lần thằng ch năm oh hiệu suất toàn bộ quá trình là 70% phần trăm vậy nó là 0,7 để sản xuất 10.000 lít cồn 10.000 lít cồn Chỗ này là 96 độ đấy Độ này chắc gõ sai 10.000 lít cồn 96 độ Vậy với 10.000 lít cồn 96 độ Thì mình tìm được V nguyên chất VC2H5 OH nguyên chất Nó bằng là 10.000 Nhân với 0.96 Bằng 9.600 lít mà khối lượng riêng là 0,8 gam trên cm khối tương đương với 0,8 kg trên lít vậy đến đây mình tìm được khối lượng của c2h5oh nguyên chất nó bằng d bằng m trên v m bằng d nhân v 9600 nhân 0,8 thì bằng 9600 nhân 0 ,8, bằng 7680 7680 kg kg mình coi như gam nhé vậy đến đây mình sẽ tìm được số mol của C2 H5 OH bằng chia 46 hơi lẻ ạ thì để phân số 3840 chia 23 3840 chia 23 Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol bon của sen 3840 chia 3 nhân 1 chia 2 bằng 3840 chia 46. Thuận nhân nghịch chia chia 0,7. Được chưa? Bây giờ mình cần tìm là khối lượng của sen thì khối lượng của sen là nhân 162. Chia 3840 chia 46 chia 0,7 x 162 ra là khối lượng của sen mà mùn cưa chứa 50% cellulose vậy mình chia cho 0,5 thì ra được khối lượng của mùn bằng M bằng 3,8638,51 kg tương ứng với 38,64 tấn ngon lành cành đào cho các em và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A à, kèm nhé 38,64 tập Ok, các bạn thấy xịn không ạ? Thực ra ấy, về phần carbohydrate nó là một trong số những phần trọng tâm, nó dễ ăn điểm lắm. Nhưng mà đa số các bạn thì mặc dù các bạn lại thường thì các bạn thấy khó thì các bạn nản, mà các bạn thấy dễ thì các bạn lại hờ hợt. Thế thì khi mà làm bài tập thì phần carbohydrate mặc dù nó dễ nhưng các bạn lại rất hay bị sai điểm ở các bạn hay bị mất điểm ở những câu lý thuyết, rất là tiếc. Chính vì vậy nên nếu mà các bạn mà muốn ăn chắc 100% phần Carboras Và chiến thuật chúng ta phải ăn chắc 100% phần Carboras Thì mình mới ăn được 9 cộng Và mừng những bạn nào mà cảm giác Thì mình chưa có chắc Thì hãy inbox cho fanpage thầy để được tư vấn Với cái khóa học Chỉ trong 7 ngày nắm trọn Toàn bộ Carboras trong đề thi Mọi đề thi Và học được mọi skill của trường Carboras của thầy Với giá trị khoa học cực kỳ rẻ 145 nghìn Bạn nào đăng ký 155 nghìn Còn được tặng thêm sách Về chuyên đề Carboras Dít sỏ và buổi học ngày hôm nay thì xin phép tạm dừng tại đây. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào buổi thứ tư. Được chưa? Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.